Bé mèo cáo đậm mèo qua đời sau 2 ngày chiến đấu với bệnh giảm bạch cầu. Chiếc mèo tên Sói và cáo đậm mèo từ lâu đã là hai chú mèo đáng yêu của anh Vũ Việt Anh, được cộng đồng mạng yêu thích với những câu chuyện mượn thú cưng trái lòng chủ. Bé mèo với ngoại hình mập mạp vô cùng đáng yêu, đúng tìm bất kỳ con sen nào khi vô tình lướt qua kênh và nhìn thấy. Cáo cũng là một em mèo thông minh, hiểu chuyện. Em cùng những người bạn của mình là Sói đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng cuộc hành trình nào cũng có sự kết thúc, nhưng có lẽ sự kết thúc quá sớm này đã để lại một nỗi đau không nguôi ngoai trong lòng chủ nhân em cáo và cả cộng đồng các sen yêu mến chú mèo này. Chỉ mới 2 ngày trước, chuột của cáo đã thông báo em bị ốm. Khi sáng thức dậy anh không thấy bé đến kêu mình nữa, cùng với đó là thái độ thờ ơ và không chịu ăn sức thưởng. Sau đó, cáo bắt đầu nôn ói và đi ngoài thường xuyên hơn, đến cả em mèo Sói cũng cảm nhận được cáo đang không ổn. Đến đêm, anh chàng quyết định đưa cáo đi khám sức khỏe. Và rồi điều mà không ai mong muốn nhất đã xảy đến. Cáo bị giảm bạch cầu, căn bệnh vô cùng nguy hiểm với mèo. Thậm chí, em còn đang bị rất nặng. Đến cuối video, giọng của Việt Anh bắt đầu nặng dần. Có lẽ anh hay bất kỳ ai cũng đều đau lòng. Nhưng trên hết vẫn cố gắng giữ sự lạc quan để cùng cáo vượt qua bệnh tật. Ngày hôm nay em bé của mình sẽ nhập viện. Chắc chắn em bé của mình phải vượt qua được nhá. Việc của cáo bây giờ là phải cố lên rất nhiều. Bố và anh Sói và tất cả mọi người đều yêu con. Cố lên con yêu. Một ngày sau khi nhập viện, cáo bắt đầu yếu hơn. Em không ăn được gì vào trong bụng đã 2 ngày và phải truyền nước liên tục. Ở nhà thì bạn Việt Anh cũng không quên vệ sinh nhà cửa, tránh việc Sói sẽ bị lây bệnh. Anh cũng đưa Sói đi xét nghiệm thì may mắn không bị và cần theo dõi trong vài ngày tới. Về phía cáo, đêm nay và ngày mai sẽ là 2 ngày cực kỳ khó khăn. Em sẽ cần được điều trị tích cực vì diễn biến bệnh của em diễn ra khá là nhanh. Mọi thứ tốt nhất đều được bạn chủ và bệnh viện thực hiện để có thể cứu được cáo. Chỉ cần cáo cố lên là được. Sáng ngày 8 tháng 3, bạn chủ đã ở lại với cáo, đồng hành cùng em. Lúc này, em vẫn tỉnh táo và còn lật qua lật lại như thể muốn được vuốt ve. Em thậm chí còn đòi được đi ra ngoài chơi với sen nữa cơ. Nhưng rồi đến trưa, sau một trận nôn cáo lại bị mệt. Bạn chủ tâm lý còn lấy đồ chơi từ nhà lên cho em đỡ tủi thân. Và rồi đến chiều, cáo mệt hơn. Lúc này em chỉ có thể nằm một chỗ. Đồ chơi để bên cạnh em để em cảm nhận được hơi ấm của bố, mẹ và Sói, tiếp thêm động lực để em vượt qua. Mọi người còn tranh thủ chụp hình gia đình cùng nhau để cáo biết rằng không ai rời bỏ em cả. Có lúc, bác sĩ đề xuất trợ tử cho cáo, nhưng bố em không đồng ý. Còn nước là còn tát. Bạn chủ cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc đau lòng nhất. Anh thậm chí còn nói với Sói khi mình về nhà. Những lời nói ra tưởng chừng bình tĩnh nhưng lại đau lòng vô cùng. Sắp mất em rồi, Sói ơi. Sắp mất em rồi. Không còn em chơi nữa đâu. Đến tối, cáo có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Ánh mắt của em vẫn đầy sự tiếc nuối và không muốn rời xa bố của mình. Ai cũng mong chờ một phản ứng nhỏ nhất của em. Cáo vẫn cố gắng đến sáng ngày 9 tháng 3. Nhưng không ai biết em có thể cầm cự được đến khi nào. Và rồi, hành trình của cáo đã chính thức khép lại. 2 ngày qua, dù đã cố gắng chạy chữa và túc trực 24/7, cáo cuối cùng cũng ra đi trong vòng tay của những người yêu thương em nhất. 2 ngày đau đớn đã kết thúc, là thêm một chú mèo đáng yêu trên thế giới này đã rời bỏ chủ nhân của mình. Nhưng chắc chắn rằng cáo sẽ đến một nơi bình yên và hạnh phúc nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.